Lần đầu tiên, tôi chân sang xin gửi lời chào đến toàn thể cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo kênh Trường Sang Keyboard. Và đồng thời xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp Trường Sang, tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước. Thì trước khi đi vào cái buổi hướng dẫn của cái video ngày hôm nay, thì Sang cũng xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị lúc nào cũng dành tình cảm cho Trường Sang. Thì Sang xin cảm ơn cái tấm lòng đó của tất cả cô chú anh chị. Thì một lần nữa Sang cũng xin thông báo đối với thông báo riêng đối với tất cả các anh chị học viên mới là chúng ta nhớ nhấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video. Đấy chi không phải chúng ta nhắn để chơi, nhưng mà chúng ta nhắn để mà khi Sang giao bài là chúng ta sẽ nhận được liền, tránh những cái trường hợp là trôi bài, mắc bài hoặc là chúng ta nhắn thiếu bài. Rồi đó là một vài cái thông báo đối với tất cả các học viên mới. Rồi thì đi thẳng vào cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay, thì Sang sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị học viên cái cách mà chúng ta sử dụng cái bộ dữ liệu của Trần Sang để mà chúng ta tự học như thế nào, để mà cho chúng ta, cho tất cả các anh chị học viên, đặc biệt là tất cả các anh chị học viên mới, chúng ta biết được cái cách thứ nhất là chúng ta đi làm show. Mà trong những cái trường hợp mà chúng ta bí quá, trong những cái trường hợp mà quýnh quá thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu để mà cho tất cả các anh chị học viên mới, chúng ta học ở nhà chúng ta học như thế nào để mà cho nó giúp ích cho chúng ta, hoặc là chúng ta điệp cho bạn bè ở nhà hát, hoặc thậm chí là chúng ta điệp ở những cái câu lạc bộ dancing club, hoặc là chúng ta tụ họp ở những cái studio này nọ anh chị, chúng ta chơi cuối tuần hoặc là những cái ngày Tết thì chúng ta sẽ áp dụng như thế nào. Rồi đó là cái ý nghĩa của cái buổi hướng dẫn cho cái video ngày hôm nay. Rồi Sang sẽ quay cái video gần lại, Sang sẽ quay cái màn hình của camera gần lại màn hình của cây đàn để mà hướng dẫn cho tất cả chị học viên mới. Rồi chúng ta tất cả chúng ta chú ý nha, nhớ là chú ý từng bước một chứ không phải chúng ta xem cho qua lo. Rồi phần nào nhanh thì chúng ta sẽ ghi lại để mà chúng ta áp dụng. Rồi Sang sẽ quay cái video gần lại nha. Rồi Sang vừa di chuyển cái camera gần lại màn hình của cây đàn để mà hướng dẫn cho lớp cái cách mà chúng ta học như thế nào. Rồi thì trong buổi dữ liệu Sang gửi cho tất cả các anh chị học viên mới là chúng ta nhớ nhấn vào cái nút là lyric test. Lyric test ha, cái trình tự chúng ta đọc là lyric nhưng mà trong tự chúng ta đọc là lyric. Lyric test. Rồi bước thứ hai là chúng ta sẽ nhấn vào trong cái chữ là test file, là ngay trang cái số 6 nè, chúng ta nhấn vào test file. Bước thứ ba là chúng ta sẽ tap vào bên USB và chúng ta sẽ thấy cái bộ dữ liệu. Ở đây tất cả các học viên mới chọn cho em cái chữ là book test Trần Sang, chọn book test Trần Sang. Rồi Sang ví dụ như là Sang muốn học một cái bài đêm giao thừa như một khúc dân ca, không bây giờ học bài khác đi. Bài đó học rồi, bài ví dụ như là cái bài mùa xuân đó có em đi. Đó, chọn ngẫu nhiên một bài. Mùa xuân đó có em, mùa là M. Mùa xuân là MX. Sang bấm đây mùa xuân đây, đó MX đây. Rồi bắt đầu Sang tìm cái chữ mùa xuân đó có em. Mùa xuân đó có em nằm đây, đó Sang bấm vào cho nó sáng lên. Rồi sau đó Sang bấm lại trở lại cái nút là lyric test. Nó sẽ hiển thị ra cái màn hình đó. Ở đây mùa xuân đó có em ha. Rồi điệu là ballad dân ca. Ballad dân ca, Sang bấm chữ nhỏ lại nè. Sang bấm chữ nhỏ lại đi xíu. Đó, cái fix nè, cho là ballad dân ca tempo 90 Trần Sang. Thì ở đây là chúng ta nhìn vào đây, thứ nhất là chúng ta sẽ phải xác định được cái gì. Thứ nhất đây là cái ballad dân ca tempo 90. Rồi nữ là hát là la thứ và nam sẽ hát là ghê thứ. Nam hát ghê thứ. Rồi ai giọng tốt hơn nữa thì hát mi dán thứ ha, nhưng mà ghê thứ là vừa rồi. Rồi mi dán thứ sẽ cao ha. Đó đối với những anh chị nào mà những ai mà hát tốt và người ta hát cái mi dán thứ là chuyện bình thường ha. Nhưng mà bài này là người ta làm show nam đánh ghê thứ là vừa. Rồi thì đối với cái bài này, thứ nhất là sau khi mà chúng ta nhìn vào, rồi đối với là khi mà những anh chị mà chúng ta tự học ở nhà đó, chúng ta nhìn cái chúng ta nhìn vào, thứ nhất là chúng ta sẽ thấy là cái lời nếu chiều nay lối hẹn không về là bầm la thứ nè, thì xuân năm nay là ghê trưởng, xuân xe buồn là mi thứ. Ở đây chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy được cái lời và cái gì nó đánh vào trong mắt của mình, đó là cái lời bài hát và cái hợp âm. Thì cái hợp âm này là tất cả anh chị chúng ta cố gắng chúng ta học cho chắc ha. Đây là cái hòa âm của ca sĩ hát, của ca sĩ đang nguyên hát, nên là chúng ta đi làm show chúng ta phải nắm cho chắc cho phần này. Rồi chúng ta ví dụ như là trường hợp mà chúng ta tự học ở nhà, chúng ta không cần phải dùng tới điện thoại, thì chúng ta sao tự trên màn hình của cây đàn của mình nè, mình nhìn vô đây chợ vừa có chữ, mình vừa bấm hợp âm, mình vừa hát luôn.
đó. Hay chúng ta vừa vừa bấm hợp âm, chúng ta vừa 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 vừa, vừa nhìn hợp âm đây mà vừa có lợi đây, chúng ta nhìn được màn hình cái đàn, chúng ta không cần đụng tới cái điện thoại ha. Rồi cái tiếp theo nữa mà trong những cái trường hợp, trong những trường hợp mà chúng ta điểm hát ở nhà, chúng ta điểm cho bạn bè chúng ta đi, ví dụ như là chúng ta đi làm công ty hàng ngày này nọ mà chúng ta không có thời gian để chúng ta học đó, thì sao? Nếu như chúng ta không có thời gian chúng ta học thì một vài cái dịp Tết này nọ thôi mà ngồi học cái bài này nó mất thời gian này nọ thôi, thì tạm thời ví dụ chúng ta không chuyên thì chúng ta nhìn vào đây, tất cả các anh chị học viên mới không chuyên thì ví dụ như là chúng ta muốn xử lý nhanh một cái bài thì thôi, thì sẵn đây có đây hợp âm đây, thì bạn mình hát tới câu nào mình thả hợp âm tới câu đó ha, mình nhớ mình chỉnh tempo cho đúng mà đúng cái điệu, thì hát tới câu nào mình thả hợp âm tới câu đó, thì đó sao cũng là gì, cũng được, cũng được nha, cũng được chứ không phải là không được. Tuy nhiên là sao, tuy nhiên thì chúng ta đánh cho bạn bè mình thôi, đâu ai chấm điểm mình đâu, đâu ai chấm điểm mình đâu, mình đánh cho vui bạn bè này nọ thì thôi, mình sử dụng cái này cũng được. Thì đó là cái mẹo để cho anh chị học viên mới mà chúng ta muốn mà vui xuân đó, những cái bài hát vui xuân này nọ đó, chúng ta không có đi làm show này nọ nhà mà đánh cho bạn bè. Rồi trường hợp chúng ta đi làm show, khách người ta kêu cái bài mùa xuân đó có em mà chúng ta quên đi cái lời bài hát, ví dụ như là chúng ta nhớ được cái lời thì chúng ta sẽ đánh được intro, mà chúng ta không nhớ được cái lời tự nhiên ngay lúc đó cái xung quanh mình người này người kia cũng gụ ly này nọ vô sập chân không nhớ được cái lời, thì trong những cái trường hợp đó chúng ta xử lý như thế nào? Ví dụ như anh chị ở nhà, anh chị ngồi một mình, anh chị có thể bất chợt anh chị quên, anh chị sẽ nhớ lại được cái lời, nhưng mà khi mà anh chị vào trong cái môi trường mà đang làm show ở đám tiệc này nọ, cái không khí xung quanh nó rất là ồn, nó dẫn đến trường hợp là anh chị không thể nào anh chị suy nghĩ được. Sang đảm bảo với anh chị không thể nào anh chị suy nghĩ được, đặc biệt là tất cả các anh chị học viên mới, thì anh chị đã càng bị áp lực về cái tốc độ xử lý cái bài hát. Khi khách nó kêu lên cái bài đó trong vòng 30 thì anh chị không mở được cái sự tai là khách sẽ chơi và bầu show sẽ chơi, và chắc chắn là cái việc gọi anh chị lần thứ hai là không có. Nên là chúng ta ví dụ như là chúng ta quên thì chúng ta phải mở lên liền, chúng ta nhép nhép hai ba cái chữ nếu chuyện này chứ hẹn công về là chúng ta sẽ nhớ ra được cái solo note liền, nó chúng ta phải ứng dụng vô liền. Ví dụ như là chúng ta muốn mở lên được cái solo note của điệp khúc là chúng nhìn đây em có nghe mùa xuân chưa, bắt đầu chúng ta nhép 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 cho nhanh những cái lời này để chúng ta sẽ biết cái solo note và chúng ta gì, chúng ta suy ra được cái tông chuẩn liền. Hoặc là sao, ví dụ những bài không biết thì chúng ta sử dụng cái tông đây luôn, trên đây luôn vẫn được, hay chúng ta điệp cho ca sĩ hát vẫn được. Đó là những cái chiêu thức mà chúng ta đi làm show chúng ta phải nắm ha. Trong những cái trường hợp bài không biết, Sang đang nói là những bài không biết nha, áp dụng một bài cho nhiều bài, và đó là những cái mưu mẹo, cái mánh khóe và những cái bí quyết của mình để trong bụng mình phải, mình nói chung là mình ra đường thì mình khôn thì mình hưởng thôi, cái gì cũng vậy, mình phải có mánh khóe này nọ thì mình mới tồn tại được. Chứ còn mà đôi khi mà chúng ta đi làm show mà chúng ta gặp những cái bài khó mà chúng ta không biết đường xử lý, khách nó chơi, bộ show nó chơi, thì cái cơ hội để chúng ta kiếm tiền lần thứ hai nó rất là khó ha. Nên là tất cả các anh chị học viên chúng ta phải chú ý ha, cái nào mình cảm thấy có bí quyết, có mánh khóe thì mình phải học thôi. Rồi thì đó cũng là cái, đó là những cái chiêu thức. Rồi ví dụ như là nhưng mà chúng ta không lạm dụng ha, chúng ta chỉ sử dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta bài đó chúng ta bí, chúng ta không biết, chúng ta nói chung là chúng ta không biết gì về cái bài đó hết, thì chúng ta mới tận dụng ha, chúng ta mới tận dụng cái để mà chúng ta, còn bài nào biết thì chúng ta sao không tận dụng ha, chúng ta không lạm dụng, chúng ta chỉ ứng dụng trong những trường hợp bí thôi. Rồi tiếp tục là cái phần test vai, ví dụ như là chúng ta muốn tìm bài khác đi, ví dụ như là tiếp tục bài xuân đi, bài gì bây giờ một đêm giao thừa, nghe một khúc dân ca đi, ví dụ như đêm giao thừa thì chữ đêm nè, chữ đờ d giao thừa, đêm giao là d g, giao là d g đó, là bọn này đêm giao thừa nghe một khúc dân ca đó. Tiếp tục chúng ta chọn vào, chúng ta chọn vào chữ lyric test, nó sẽ xuất hiện ra màn hình gì. Thì chúng ta bắt đầu đọc cái nội dung trong đây. Thứ nhất là tác giả Võ Đông Điền ha, tác giả Võ Đông Điền là quê ở Bình Dương ha. Rồi đây là một trong những cái tác giả cũng sáng tác bài rất là hay ha. Rồi điệu là cánh truy bóp cha 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 và tempo là bao nhiêu, 120. Nam hát tông ghê thứ và nữ hát tông la thứ. Thì nữ hát la, nữ hát la cũng được ha, nữ hát la. Rồi nam thì hát ghê thứ ha. Rồi chúng ta nhìn vào đây, ví dụ như là chúng ta sao, ví dụ như là, rồi chúng ta nhìn vào đây cũng tương tự như lúc nãy thôi, nó có hợp âm, nó có câu, thì chúng ta ví dụ như chúng ta tự học ở nhà, chúng ta nhìn vào đây tự chúng ta đánh hợp âm, tự chúng ta hát cái lời cũng được ha. Đó là cũng là cái cách của chúng ta. Rồi cái tiếp theo, sau khi mà chúng ta nhìn vào đây rồi, chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta áp dụng. Rồi Sang sẽ hướng dẫn cho lớp cái cách áp dụng luôn ha. Rồi bắt đầu là sau khi là chúng ta học xong rồi,
Rồi chúng ta sẽ áp dụng. Thứ nhất là sau khi ví dụ như là chúng ta chọn vào trong cái USB audio player trong buổi dữ liệu sẽ gửi cho lớp, lớp chọn vào cái chữ file và chọn vào trong cái chữ là vocal MP3 ha. Chọn vào cái vocal MP3 nó. Ví dụ như là chúng ta mở cái bài đêm giao thừa nghe một khúc dân ca đi. Nó chúng ta bấm vào đây. Rồi chúng ta coi cái chúng ta coi cái nó là bao nhiêu. Tông la thứ và tempo là 120. Đó, ví dụ đêm giao thừa nghe một khúc dân ca nè. Tông la thứ và tempo là 120. Ví dụ như là tempo thì chỉnh về tempo 120 nè. Đó. Rồi, đó, tempo 120 rồi đó. Rồi bắt đầu là sang mở lên, sang mở cho nó hát rồi sau đó sang đi hợp âm. Sang đi cái hợp âm và dựa trên cái hợp âm của cái này, dựa trên cái hợp âm của này, ví dụ như là cho nó đi hợp âm nè. Cho nó hát nghe đi hợp âm theo. Đêm giao thừa nghe. Nhìn theo đây nè. Nhìn theo nè. Bài chẳng ca gây hứng nè, gây trưởng nè, la thứ nè. Người xa quê đông trưởng nè. Nói chúng ta nhìn theo, chúng ta đi theo. Ha, chúng ta nhìn theo, chúng ta đi theo. Thành chú ý sang nói không? Tức là chúng ta sẽ mở ở đây và chúng ta đi cái hợp âm. Và cái hợp âm dựa trên cái hợp âm này tự chúng ta học ở nhà, tự chúng ta học ở nhà. Vì chúng ta nhìn theo, chúng ta nhìn theo đây, chúng ta đi lại sẵn giảng lại nè. Ví dụ như là bấm nút play cho nó hát. Đêm giao thừa nghe mùa. Nhìn vô đây nè, chúng ta đi bấm theo. Ghê nè. Đậm đà la thứ nè. Người xa hương quê bài văn. Ghê trưởng nè. Câu dân ca ấm lòng người đi xa. Câu trưởng nè. Nương nào những chiều 30 Tết. Mỹ thứ nè. Bếp than hồng mẹ nấu bánh trưng xanh. Đó. Rồi. Rồi như vậy là sang chuyện hướng dẫn cái cách mà chúng ta tự học ở nhà ha. Tự chúng ta nhìn vào đây chúng ta hát. Hoặc là chúng ta sử dụng cái vocal MP3 cái ca sĩ hát đó. Rồi bắt đầu là chúng ta dựa vào đây chúng ta điểm vẫn được ha. Đó là hai cái cách mà sang hướng dẫn cho lớp ha. Cái cách mà chúng ta sử dụng cái tự điểm ở nhà và cái cách mà chúng ta sao chúng ta nhìn vào cái đây để chúng ta hát rồi chúng ta điểm theo. Và hy vọng là cái buổi hướng dẫn này sẽ giúp ích được cho tất cả các anh chị học viên mới cũng như là tất cả các anh chị học viên mà chúng ta chuẩn bị đi làm show có được những cái gọi là bây giờ nói nôm na đi, gọi là cái tuyệt chiêu đi, mình nói nôm na tiếng theo cái mình quê của mình đi, là cái tuyệt chiêu để mà mình sao mình đút chui túi của mình trong mình áp dụng để mà mình cứu mình chữa cháy trong những cái trường hợp mà sao mà bí, trong những trường hợp mà chúng ta không biết bài thì mình cũng có cái bí kíp để mà mình tự mình cứu mình. Đó, nó nôm na là như vậy đi cho nó gần gũi ha. Rồi Sang cũng đến đây thì Sang cũng xin dừng cái video ha. Phần nào chưa rõ thì tất cả các học viên cứ hỏi lại Sang ha. Rồi thân mến chào tất cả anh chị.